Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vũ Nga TV. Hôm nay mình chia sẻ món bánh nhãn khi thưởng thức rất là giòn, hòa quyện cùng với vị ngọt, vị thơm, béo của các nguyên liệu đã tạo nên một món bánh nhãn rất là ngon. Giờ mình mời các bạn cùng vào bếp xem cách mình làm. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Đầu tiên là bột nếp 120 g. Và các bạn không có bột nếp thì có thể sử dụng bột mì. Bột nếp thì sẽ ngon hơn. Và hai quả trứng mình sử dụng trứng gà ta giúp cho bánh ngon hơn. Gừng 40 g mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bột nếp này thì mình mua ở ngoài tạp hóa nha các bạn. Và các bạn không có bột nếp thì có thể sử dụng bằng bột mì hoặc là bột nếp xay 100 g đường và một thìa sữa đặc. Sữa đặc sẽ giúp cho bánh được thơm và ngon hơn. Giờ thì mình sẽ đập trứng ra tô. Trứng đã đập xong thì mình sẽ dùng đũa đánh tan trứng. Sau đó mình cho 4 thìa bột nếp vào tô trứng. Mình dùng thìa quấy hỗn hợp trứng và bột nếp được quyện vào nhau. Bột còn hơi nhão, mình cho tiếp 3 thìa bột nếp vào. Sau đó mình trộn bột đều lên các bạn nhé. Giờ mình cho phần sữa đặc vào. Sau đó mình dùng thìa trộn đều các nguyên liệu lại. Tiếp theo mình dùng tay để nhào bột. Bột nhão thì các bạn cho thêm bột nếp vào, còn bột khô thì rưới thêm chút nước nhào trong vòng 10 phút. Khi nào các bạn cảm thấy bột không dính tay nữa là đã đạt rồi. Các bạn nhìn bột của mình rất là mịn và không dính tay nữa, và mình để cho bột nghỉ trong vòng 20 phút. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình lấy cái gừng đã rửa sạch cho vào cối giã nhỏ. Các bạn có thể cho vào máy xay sinh tố rồi xay nhỏ. Sau đó mình lấy 100 ml nước ấm cho vào để gừng được ngấm rồi chắt lấy nước cốt. Bột đã được nghỉ 20 phút. Các bạn nhìn bột rất là mịn và không bị dính tay nhé. Mình lấy phần bột chia làm đôi rồi cắt mỗi phần làm 3 phần bằng nhau. Sau đó mình lấy từng phần bột lăn tròn thành hình trụ dài. Làm cứ như vậy cho đến hết phần bột. Tiếp theo, mình dùng dao cắt thành những miếng nhỏ bằng nhau. Để khi mình lặn bánh, bánh sẽ đều và chiên thì bánh sẽ được chín đều hơn nhé các bạn. Để lặn bánh, mình dùng hai lòng bàn tay vo tròn các viên bột lại, làm lần lượt cho đến khi hết bột. Và các bạn không nên để những viên bột chồng lên nhau. Tiếp theo mình cho chảo lên bếp và cho dầu ăn. Lượng dầu mình cho nhiều một chút để bánh ngập dầu, bánh sẽ chín đều và nhanh chín hơn.
Khi dầu đã nóng, mình hạ lửa nhỏ để bánh không bị cháy, rồi thả từng những viên bột vào chảo dầu. Sau đó mình dùng đũa đảo đều những viên bột để những viên bột được tách rời nhau nhé các bạn. Những viên bánh đang nở dần và nổi lên trên mặt dầu. Các bạn nhớ dùng đũa đảo đều để bánh được chín đều. Khi bánh chuyển sang màu vàng là bánh đã chín. Trước khi vớt bánh, các bạn chuẩn bị giấy thấm dầu và dùng vợt để vớt bánh. Bánh rất giòn và có màu rất là đẹp và nở gấp đôi luôn này các bạn. Nhìn trông rất là đẹp. Giờ mình sẽ dùng tay bẻ chiếc bánh ra. Bánh bên trong thì hơi rỗng các bạn ạ. Giờ mình bắc chảo lên bếp cho 100 g đường và nước gừng vừa nãy mình ngâm. Mình lấy nước bỏ bã nhé các bạn. Đun ở chế độ lửa nhỏ. Sau đó mình dùng muôi quấy cho đường được tan. Và mình cứ quấy đều tay. Khi nước đường của mình có độ sánh và nổi bọt thì là được các bạn nhé. Sau đó mình sẽ thả những viên bánh nhãn vào và dùng muôi đảo nhẹ tay, đảo thật đều để những viên bánh ngấm đều lượng đường. Các bạn nên để bánh nguội hẳn rồi hã nào đường để cho bánh được giòn. Khi bánh đã hòa quyện cùng với đường như thế này là đã đạt rồi nhé các bạn. Cách làm rất đơn giản nhưng loại bánh các bé rất là thích. Giờ mình sẽ cho ra đĩa để thưởng thức. Vậy là thành phẩm món bánh nhãn của mình đã hoàn thành. Khi ăn bánh rất giòn, ngọt và thơm, béo. Và các bạn nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Hẹn các bạn vào những video lần sau.